tiệc mừng tri ân bố mẹ tuổi 80 và 60 năm xây dựng gia đình hạnh phúc. Đó chính là thông điệp mà chúng tôi muốn gửi tới các ông các bà, cũng như toàn thể các vị đại biểu, các vị khách quý trong buổi chiều ngày hôm nay. Và các nghệ sĩ đang tiếp tục gửi tới tất cả quý vị và các bạn những làn điệu dân ca của dân tộc. Và bên cạnh đó nữa còn có cả những bài hát ca ngợi của quê hương đất nước, ca mời tình cha nghĩa mẹ. Xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta cùng thưởng thức ngay sau đây. Chiều tà lỡ chiến xa ngang, câu thơ đáng giá nghìn vàng cũng nên. Kìa, nàng để ý nhìn xem, ông chạy đầu bạc ghé thuyền ái ân. Tóc cụ bạc như cước, da cụ đỏ như bồ quân. Hôm nay mới thực cõi trần gặp tiên. Tưởng đâu lạc chôn đào nguyên, nhưng hương kỳ ngộ thiên duyên xanh bầy. Lạc chôn đào nguyên đi ơi đào hề, tưởng đi đâu thế mà ta lạc chôn đi. Đào nguyên chứng minh thời hương mà kỳ ngộ. Mừng ông ơi nguyệt mà xe dây ơi chứ cũng ý, cũng nhờ ơn chứ tay ông nguyệt xe dây khéo là đưa cô nàng đến ơi ơi à mà để chốn này với ta ơi ở kia thuyền ai đấy ai thời đã ghé bên bờ tình này đã tình ta